Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG đã đăng ký thoái toàn bộ vốn tại Công ty Nhiên liệu Sài Gòn mã chứng khoán là SFC. PNG hiện đang nắm giữ hơn 49% cổ phần tại SFC. Trước đó, sau khi bán xong gần 100.000 cổ phiếu SFC vào ngày 10 tháng 9, PNG đã công bố đăng ký bán tiếp hơn 5,6 triệu cổ phiếu của SFC. Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 2014 thông qua khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận. Trong 3 tháng qua, tổng khối lượng giao dịch cấp lệnh và thỏa thuận của cổ phiếu SFC, mỗi phiên đa số chưa đến 10.000 cổ phiếu. Số phiên có khối lượng giao dịch cao hơn chỉ khoảng 10 phiên, chủ yếu giao dịch thỏa thuận. Hiện Sài Gòn Petro đang nắm giữ hơn 20% cổ phần tại SFC.